À, như vậy là một trận đấu nữa là các cầu thủ bằng lôi nhau về để chọn trận đấu bằng phần ân oán đây, giải quyết ân oán trong trận đấu cuối cùng của C đấu. À, mình thắng C này là mình sẽ chạm 2-2-1 là 2-2 chạm 2 về C nhá. Và như vậy là cá và Ezip, bên kia là Zom Sam. Mình là cá Ezip, bên kia là Zom Summer. Ok đấy chứ. Vâng, chưa anh ơi, chào anh Villa nhá. Vâng, vẫn đánh anh em. Vâng, chào 4k anh em nhá. Vâng, xin chào 4.000 anh em đang theo dõi trận đấu trên kênh sóng Thủ Huy. Và anh em vào anh em cho em Tân bình luận với Tân like anh em ơi. Và xin cảm ơn anh em rất nhiều. Và đây là trận đấu chung kết của game thủ của hai game thủ ở hai bên ở trong trận đấu này. Ôi ơi, đang trên dốc không sao. Một bài đấu mà cả hai bên đều đúng thế người cầm mắc binh luôn. Đá qua máy của thủ BB một chút. Đang bài đấu có hưu về rồi. Có hưu về cho game thủ BB và bãi quả đầu tiên của mình hơi xấu một chút. Một cái map đấu mà cả hai bên đều mắc binh về người cầm. B là người cầm cung và Sẻ là cầm cung map này. Và cái thế đấu mà Hào và game thủ Tiểu Bàn Thầu sẽ solo chém với nhau. Đây là máy của thủ Bi, timeline là 15. Một bãi quả phụ đã có nhưng mà có vẻ như map đấu này Egypt đang dừng hơi xa xa một chút. Có một cánh rừng ở trên con đê này. Có thêm rừng không nhở? Ok, chào anh Dũng nhá. Chào anh Hồng Vinh nhá. Đó, chào anh Nguyễn Anh Tân. Đó, chúng ta đá qua máy của thủ Tiểu Bàn Thầu đi. Đó, thấu luôn máy của thầu ép đời trong map này. À, ai đây, ai đây? Vâng, hình như là vừa rồi có một tên... Có một tên... Ai đó nằm tại sư tử anh em ơi. À, chào mấy lần không thấy bị bên chào lại. Ok, chào anh Văn Sập nhá. Vâng, anh em thông cảm nhá, chào anh Tuấn. Anh em thông cảm nhá, khi mà vừa rồi thì em... Và chỉ cần hở cái khung chat lên khoảng tầm 20 giây rồi là bị trôi ngay. Vâng, chiều anh nhồi cho Bi 10 lon bia rồi, kiểu gì cũng win. Ok, cảm ơn anh Kim Trọng tiếp tục gửi cho cái thủ Bi là 100 sao, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, cho anh ra cắt lượng nhỉ. Và tranh Hòa Dương nhỉ. Đó, sang tuần thì cũng nghe thông tin ta sẽ có giải đấu kiểu solo đoàn thể anh em ạ. Và mỗi clan sẽ cho 3 game thủ thi đấu và chúng ta sẽ đánh cái thể thức solo kiểu 3 game thủ cùng các clan solo với nhau để cái tính điểm anh em nhé. Và hy vọng anh em sẽ chờ đợi khi mà ta có thể thức và đăng trên các group. Cũng sắp rồi đấy, hôm nay ngày mùng 3, hôm nay ngày mùng 3 chuẩn bị sang mùng 4 rồi. Mùng 7 như xúc thì phải. Đây là màn hình máy của game thủ Egypt. Và hiện tại thì chỉ có thông tin giải qua như vậy thôi anh em ạ. Còn hiện tại đội hình ra quân thì chúng ta vẫn chưa thể nắm được như thế nào. Nhưng mà nhiều khi anh em nhận định thì chắc cũng ra một phần rồi. Đó là mỗi clan ta sẽ có 3 game thủ thi đấu. Thì anh em tính nhầm cái là cũng ra thôi. Thật ra nhiều khi không cần phải đợi đội hình mà anh em chỉ cần nhẩm nghĩ là cũng sẽ ra các game thủ thi đấu. Đang 24/28 là thằng này game thủ Catanian. Vâng, đây là map đầu cứ sẽ là 2L vã luôn dưới thầu.
Đó, xin chào 5.000 anh em nhá. Đó, chúc tất cả anh em một cái tháng 10 thật nhiều may mắn anh em nhá. Đó, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Nhưng mà thời điểm này vẫn đang có 5.000 anh em khán giả đang theo dõi kèo đầu trên fanpage của Vivi. Vâng, bài đấu sẽ bị delay cho game thủ TMT cánh bên này, và đây là máy của game thủ Bay Bay đây. Vâng, BB đang đập nhà điều kiện. Một bài đấu kích trong 11-4x dành cho game thủ Egypt, khá một màng cho game thủ BB. Đang mạnh hào là người cầm Zoman nhá. Ôi giời, tế sang đây luôn. Một bài đấu mà game thủ tiểu bàn thầu em đang bị ăn bị mất 7-5 gỗ, và con tê của thủ chim sẻ đang cũng đang đẩy sang đây. Đây là màn hình máy của game thủ BB nào, 27-28 đang đóng một con tê thủ, đang đứng một tê thủ cho game thủ BB. Đây đây, xẻ đây, xẻ đây. Thằng BB đang bắt đầu tình huống đẩy tê và đang bắn được cái khoanh gỗ của chim sẻ đi nàng. Và bài đấu mà xẻ là người cần Summeria. Bằng cái dân hơi trâu hơn vẩy e bắt con tê luôn của mình. Đang rất hổ báo. Và cái map đấu nhìn chưa biết cách nào để có thể chiến thắng cái map này. Và tỷ số là 2-3 anh em ơi. Vâng, nhìn thấy cái map thì khê khê.